Chào bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dự án ICO có tên là Gpop Dream. Đây là một cái dự án phát triển các ngôi sao, phát triển một cái nền kinh tế token ở trong một cái thị trường 46 tỷ đô. Thì trong cái bối cảnh ngày nay, các ngôi sao âm nhạc K-pop như PSC, Generation, BTS, EXO và cả 101 là một cái hiện tượng toàn cầu sắp ra khỏi cái hư không. Ngôi sao âm nhạc này đã chiếm nợ khán giả toàn cầu và đang dẫn đầu cái thị trường âm nhạc toàn cầu, chiếm một phần lớn thị trường âm nhạc quốc tế trị giá 45 tỷ USD. Thì thành công và sức mạnh tuyệt đối của họ là bằng chứng về khái niệm cách thức hoàn toàn mới trong cả quản lý doanh nghiệp âm nhạc để thành công trên toàn thế giới. Thì chúng tôi đã tạo ra bởi các chuyên gia, những người đã thấy trước những bước tiến lớn trong cái ngành công nghệ âm nhạc, và cách tạo ra một cái cơ sở tầng tổ chức nội dung công nghệ và cái nền tảng kiếm tiền mới. Thì cái Gpop thực hiện cái tìm cách nhân rộng thành công của K-pop và tạo ra các ngôi sao âm nhạc toàn cầu từ nhiều quốc gia bằng cách tập hợp các chuyên gia K-pop và quyền biểu quyết của người hâm mộ. Thì mô hình kinh doanh của dự án có doanh nghiệp tạo sao và nền tảng kiếm tiền trực tuyến toàn cầu. Một mặt, số tiền thu được từ IPO sẽ được sử dụng để đẩy nhanh cái việc tạo cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp sẽ sẵn sàng sáng tạo sau này. Về cái mặt khác thì nó sẽ tạo nên cái nền tảng kiếm tiền trực tuyến toàn cầu, sẽ tạo ra các cơ hội doanh thu cho doanh nghiệp sáng tạo ra vé hàng hóa nội dung trực tuyến và nhập học vào các sự kiện độc quyền. Thì đây là cái đề án về sự biến đổi của token trong cái hệ sinh thái của Gpop Coin. Thì đây chính là cái mô hình hoạt động của cái hệ sinh thái của Gpop. Thì cơ hội dự án Dream Gpop tìm cách mở khóa các cơ hội lớn trong cái ngành công nghệ âm nhạc bằng cách phá vỡ ba cái cạnh năng giữ tại ngành. Thì phá vỡ cái khám phá tài năng, mặc dù sự gia tăng của các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau nhưng tài năng vẫn ẩn không được chú ý vì thiếu một cái nền tảng phát triển cái tài năng đã được thiết lập bền vững. Thì cái chương trình không cung cấp ngoài trưng bày và đóng góp tài năng, nuôi dưỡng kiếm tiền từ tài năng được để lại cơ hội khả năng kiên trì của tài năng phá vỡ cái ngành công nghiệp âm nhạc có nhiều xiềng xích hạn chế dấu chân tài năng của một khu vực địa phương và làm gián đoạn sự gắn kết của người hâm mộ. Thì người hâm mộ luôn quan trọng cái thành công của bất kỳ liên doanh âm nhạc nào, tuy nhiên họ đã có cơ hội hạn chế cái tham gia vào sự tăng trưởng và thành công của thần tượng âm nhạc của họ. Thì công việc kinh doanh của cái dự án, những nhân vật chủ chốt hàng đầu sau dự án Dream Gpop bao gồm những người sáng lập và các chuyên gia sản xuất chuyên nghiệp và các nhà sáng lập âm nhạc nổi tiếng ngay từ những ngày đầu của K-pop. Họ đã hoàn góp phần tạo ra cái những huyền thoại như PSG, Boy, TVXQ, Super Junior, Generation, Big Bang và một số cái dự án khác. Thì đây là những đối tác của dự án này. Về cái chương trình token sale, 5% nó sẽ dành cho cái chương trình bounty, 10% là dành cho người sáng lập, 20% là dành cho việc phát triển trong tương lai, 30% là dành cho cái chương trình nghiên cứu và dự trữ cái Gpop online này, về 35% là dành cho các khoản đầu tư. Thì cái token có mã là Gpop tiêu chuẩn chạy trên nền tảng ERC20. Một token sẽ có giá là 0.8 USD, tổng cung là 4 tỷ token, hash cap là 50 triệu USD, swap cap là 20 triệu USD. Về nhóm sáng lập của dự án, đây là Jun Kang, là founder của dự án, là một nhà tiên phong có uy tín cao, người sáng lập góp cho cái ngành công nghiệp âm nhạc K-pop. Đây là Loji Mitsu Kamen Shima, là người sáng lập của dự án này. Đây là Jichak Dogas, là người sáng lập đối tác và phát triển quan hệ đối tác này. Đây là Jung Hee Kim, là sáng lập đối tác và tài chính. Ở đây là đối tác sáng lập Tetsuya Moji, là CTO của dự án. Về nhóm sản xuất điều hành của dự án gồm có Junji Lee, là nhà sản xuất âm nhạc điều hành dự án Gpop Dream. Đây là Jushini, là giám đốc điều hành, giám đốc dự án Gpop Dream. Đây là Ji Jun Park, là người phát triển cái promoter dự án Gpop Dream. Đội ngũ cố vấn bao gồm Jobi, là cố vấn tiếp thị cho blockchain. Đây là cố vấn công nghệ blockchain Pankai Gode. Đây là Jonathan Serbin, là cố vấn về kinh doanh. Đây là Bu Siok Jiong, là cố vấn về cái sự nổi tiếng này. Đây là Gai Li, là cố vấn về cái celebrity. Đây là Jun Ho Jong, là cố vấn về cái sự nổi tiếng.
thì Mai Daisuke là cố vấn nổi tiếng này, Seisom Kim là cố vấn tài chính, Jobos Kim là cố vấn về kinh doanh, Jeong Haswan Gong là cố vấn về sự nổi tiếng, đây là Lochun Chia là cố vấn về pháp lý ISO. Về cái roadmap của dự án từ 20 từ năm 2000 đến năm 2018, các thành viên của dự án Zipop và Jim đã góp phần vào công việc sản xuất của một số ngôi sao nổi tiếng như TVXQ, Super Junior, Big Bang, EXO, BTS và Gunna One. Tháng 1 năm 2018 thì nhóm dự án Zipop và Jim được thành lập, và tháng 5 năm 2018 ở cái white space, danh sách trắng này, Wynix. Tháng 10 năm 2018 thì khai trương cung cấp cái token đầu tiên. Năm 2018 đến năm 2019 thì hình thành toàn hệ đối tác địa phương. Tháng 1 năm 2019 thì phát hành cái bản đầu tiên trực tuyến Zipop. Tháng 2 năm 2019 thì phát hành lần đầu cái Zipop ở Global Star Nibus. Tháng 6 năm 2019 thì Zipop trực tuyến Zstar. Thì đó là cái thông tin về cái dự án Zipop Dream. Các bạn có thể truy cập vào cái website của nó là z-popstream.io để tìm hiểu thông tin và đầu tư vào cái dự án này. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.